thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật thống kê sửa đổi. Ông Nguyễn Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An có nhiều ý kiến đóng góp gửi đến Quốc hội. Theo ông Nguyễn Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Long An, trải qua 5 năm thực hiện luật thống kê, đến nay luật đã bộc lộ một số hạn chế trong quá trình tham mưu cho Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành. Do đó, ông kiến nghị Quốc hội cần sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng được yêu cầu của xã hội, mặt khác đáp ứng được yêu cầu của quốc tế. Theo cái dự thảo luật thống kê mới thì chúng tôi cũng nghiên cứu thấy rằng là đặc biệt là cần phải là đưa vào các cái chỉ tiêu nó có liên quan đến cái vấn đề thực hiện cái nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 cũng như là phục vụ được cho cái tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước 2021-2030. Và cái thứ hai nữa là cũng phải chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung cho nó đảm bảo với các cái điều ước quốc tế về thống kê cũng như là cái luật thống kê của quốc tế. Còn theo ông Đặng Văn Sướng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Long An, dự thảo luật thống kê sửa đổi chỉ nên thảo luận và sửa đổi một số nội dung cấp bách thật sự cần thiết như tờ trình của chính phủ, không nên sửa đổi rộng. Về sửa đổi bổ sung điểm D khoảng 2 điều 48 thì tôi cũng rất đồng tình là dự thảo lần này thì bổ sung thêm cái thẩm quyền đối với cái tổ chức thống kê ở các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Thì đối với những cái thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh nhưng mà nó là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia thì phải thống nhất với cơ quan thống kê trung ương trước khi là công bố. Theo tôi là sửa đổi này là phù hợp. Cũng theo ông Đặng Văn Sướng, việc sửa đổi bổ sung khoản 6 điều 17 về việc giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc chủ trì phối hợp với bộ ngành và địa phương để trình chính phủ quy trình biên soạn chi tiêu tổng sản phẩm trong nước và tổng sản phẩm ở các địa phương định kỳ 5 năm rà soát việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước, báo cáo chính phủ Quốc hội. Thẩm quyền này rất quan trọng, trước đây chưa có quy định, bây giờ bổ sung thì rất phù hợp.